Trước khi các hội hoa đồng tiến hoa, giờ đây con xin kính mời hai vị quý chức đại diện cho giáo xứ lên kính dâng hoa lên mạ. Xin trân trọng kính mời.
Oh.
cha xứ, quý dì, quý cố, quý chức và tập đoàn. Rất vui mừng cho các hội hoa của giáo xứ Văn Lý hôm nay trong buổi đầu tháng Dương Đồng Tiến Hoa Kính Mẹ đã nhận được những món quà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.